Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, đoàn giám sát công tác quản lý tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Theo đó, Đoàn giám sát của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã giám sát công tác quản lý, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Luật Di sản Văn hóa Luật tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 110 trên 2018 NDCP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo biên bản làm việc của đoàn giám sát, nhìn chung, các hoạt động văn hóa và lễ hội đã diễn ra vui tươi lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, Du khách đến chiêm bái thực hiện nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc trong hoạt động di tích lễ hội. Thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo quy định của luật di sản, quản lý chặt chẽ không để các hoạt động văn hóa thể thao có tính chất phản cảm, cờ bạc trá hình xuất hiện. Chùa Ba Vàng đã phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trực tự, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa, đồng thời không có hiện tượng chèo kéo khách tham dự lễ hội, sử dụng dịch vụ hàng hóa thu đổi tiền lẻ hưởng trên lệch giá. Tại nơi thờ tự, tiền thường xuyên được thu gom vào hòm công đức, không có hiện tượng cài, dắt, đặt, giải, thả tiền trên các tay tường, cây cối, nải quả, gây mất mỹ quan. Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn giám sát đánh giá công tác tổ quản lý di tích tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã được chùa quan tâm triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễ hội tín ngưỡng, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền địa phương và nhà chùa trong công tác tổ chức hoạt động tín ngưỡng. Đoàn giám sát yêu cầu chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 trên CTTTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán giáp thình vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các quy định khác có liên quan đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền những giá trị di sản văn hóa nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện hành vi văn minh lịch sự nơi công cộng theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, hướng dẫn nhân dân trong việc cài dắt đặt, giải tiền đặt lễ, tiền giọt dầu, tiền công đức đúng nơi quy định, không gây phản cảm, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa. Cùng với đó, đoàn giám sát đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định về không tiếp nhận công đức các linh vật lạ không sử dụng các sản phẩm biểu tượng linh vật ngoài lai không phù hợp tại di tích thực hiện đúng quy định về việc không tổ chức các hình thức mê tín dị đoan dân sao giải hạn tại di tích giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông chống trộm cắp tại nơi thờ tự bói toán sóc thẻ móc túi các văn hóa phẩm sách có nội dung bói toán Đoàn giám sát cũng đề nghị chùa Ba Vàng tăng cường hệ thống bảng biển hướng dẫn cho nhân dân và du khách đi tham gia lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh. Trước những đề nghị trên, đại diện chùa Ba Vàng nhất trí nội dung biên bản, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn giám sát và mong được sự hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ thỉnh tượng Thích Quảng Đức về chùa. Ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng đến gần cũng là lúc các hãng vàng tung ra loạt sản phẩm vàng độc lạ phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân. Linh giáp vàng rồng thăng long phát tài là một trong những sản phẩm đặc biệt được đưa ra thị trường trong ngày vía thần tài năm nay. Món bảo vật bằng vàng này được chế tác từ chất liệu cao cấp với công nghệ hiện đại, khắc họa sống động vẻ đẹp uy nghi dũng mãnh của linh vật rồng vàng. Một đơn vị kinh doanh vàng cho biết, Rồng là con vật linh thiêng nằm trong bộ tứ linh là Long, Lân, Quy Phụng tượng trưng cho sức mạnh quyền uy. Do đó, việc sở hữu và biếu tặng những linh vật linh giáp rồng vàng vào dịp ngày vía thần tài sẽ mang may mắn đến cho chủ nhân, giúp gia tăng tài lộc, khai xuân thuận phát. Ngoài ra, để chào đón dịp vía thần tài năm giáp thìn 2024, thị trường vàng cũng có hàng loạt sản phẩm độc đáo, các bộ sưu tập trang sức vàng tài lộc quà tặng. nổi bật trong số đó có bộ sưu tập trang sức kim bảo như ý. Với ý nghĩa mong cầu nguyện cho một năm ấm no, an lành, cầu được ước thấy, Kim Bảo Như Ý lấy cảm hứng từ hình ảnh cách điệu từ mặt gậy Như Ý, thể hiện những điều tốt lành. Còn Như Ý các tường kết hợp với hình ảnh cỏ bốn lá tượng trưng cho sự trung thành, hy vọng, tình yêu và may mắn. Bên cạnh đó còn có bộ sưu tập quà tặng Kim Long Phi Vân với hình tượng rồng vàng vương mây độc đáo cùng nghệ thuật thiết kế tuyệt mỹ. Rồng gặp mây tựa cá gặp nước, ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, hình ảnh rồng đạp gió vương mây còn tượng trưng cho khát vọng và ý nghĩa vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới. Ngoài những sản phẩm độc lạ, thì các tiệm vàng vẫn tập trung tung ra loạt sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, những kim tiền, vàng miếng loại nhỏ phù hợp với túi tiền của nhiều người. Trong số các sản phẩm đó có bộ sản phẩm phi long tài lộc với một thẻ kim long phát tài và một thẻ kim long tài lộc nhỏ xinh, người tiêu dùng có thể dùng thẻ vàng này để trang trí tạo điểm nhấn cho ốp trong suốt của điện thoại. Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết, khởi đầu mới mẻ. Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận bùm xuôi gió. Bên cạnh đó, khi mua vàng, bạn cũng nên tránh mua vàng với số lượng không may mắn theo quan niệm dân gian như số lẻ hoặc các con số không tốt. Đặc biệt, trong mua sắm vàng, người ta thường tránh những con số như 4, âm thanh gần giống với chữ tử, tức là cái chết, hay số 7 được cho là mang lại xui xẻo trong một số nền văn hóa Á Đông. Người ta quan niệm rằng mua vàng với số lượng tốt như số chẵn hoặc những con số mang ý nghĩa may mắn sẽ thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng trong suốt năm. Do đó, việc mua vàng theo số lượng hợp lý và may mắn được xem là một phần của nghi lễ đón tài lộc vào dịp năm mới. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy nhà làm 4 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, đám cháy lớn xuất phát từ tầng trệt một căn nhà trong hẻm 623 đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, cầm nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, khói lửa bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ khiến lực lượng tại chỗ tiếp cận bất thành, lửa tiếp tục cháy lan sang hai căn nhà kế bên. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà cháy nằm trong hẻm sâu, lối vào nhỏ khoảng 2 mét khiến việc dập lửa gặp khó khăn. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, nhiều tài sản vật dụng bị lửa thiêu dụi. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo nguồn tin ban đầu, vụ cháy khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông LHD 56 tuổi, bà LTHT 47 tuổi, em ông D, bà NTHX 46 tuổi, em ông D và ông TQC 38 tuổi, bạn em của bà T. Họ ở cùng gia đình chung nhà, lúc cháy căn nhà khóa trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được. Ghi nhận tại hiện trường, hiện lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra hỏa hoạn để điều tra. Theo nguồn tin, bước đầu nghi một người đã khóa cửa rồi phóng hỏa, tuy nhiên vụ việc vẫn đang tiếp tục để làm rõ. Trước đó, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Trương Dương, phường Liên Triều. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng Chạp, đám cháy bùng lên tại một căn nhà ở đường Trương Dương. Lúc này bên trong nhà có 6 người, trong đó có một người đàn ông bị bệnh bại liệt. Người dân thấy cháy đến dập lửa kêu gọi những người trong nhà, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi cảnh sát dập lửa vào bên trong thì người đàn ông bị bệnh bại liệt đã tử vong. Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong, công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy 3 căn nhà trong hẻm đường Cách mạng tháng 8. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có 7 người thoát được trong vụ cháy nhà, 4 người tử vong gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân 46 tuổi, Lê Thị Hồng Tuyết 47 tuổi, Trần Quốc Cường 38 tuổi và Lê Hoàng Dũng 56 tuổi. Theo hàng xóm, trong các nạn nhân tử vong thì ông Dũng và bà Tuyết là anh em ruột, Cường là bạn của Tuyết từ nơi khác đến chơi ở lại, Xuân là em dâu của Dũng. Ghi nhận con hẻm dẫn vào hiện trường vụ cháy khá dài, căn nhà nơi khói lửa bùng lên đầu tiên bề ngang chừng 4m, dài hơn 10m, kết cấu một trệt một lầu, hẻm phía trước chừng 1 đến 2m. Do căn nhà có hai lớp cửa, trên lầu một có hàn nhiều thanh sắt kiên cố như chuồng cọp nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn. Đứng gần hiện trường, bà Hoàng 54 tuổi ngụ quận 10 vẫn chưa hết hốt hoảng sau vụ cháy. Người phụ nữ cho biết khoảng 3 giờ sáng, nhiều tiếng la hét thất thanh từ con hẻm khiến nhiều hàng xóm tròn tỉnh. Một số người chạy ra thì thấy căn nhà 623 trên 20 trên 19 cách mạng tháng 8 đang bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và huy động bình cứu hỏa, vòi xịt nước tiếp cận khống chế. Lúc cháy đang còn nhỏ, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài, bà Hoàng nói. Bà TT, 59 tuổi, sống gần hiện trường cho rằng, căn nhà cháy có ba anh em sinh sống. Thời gian gần đây, một số người xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp việc bán ngôi nhà do cha mẹ để lại. Tuy nhiên, căn nhà này do cha mẹ để lại, để cho ai khổ thì về ở. Các tranh chấp từng được Phương hòa giải hai lần. Một người anh sống ở căn nhà trước đây từng nhiều lần dọa đốt nhà. Bà T nói và bày tỏ nghi ngờ về việc một trong số nạn nhân đã phóng hỏa. Bên cạnh đó, một nguồn tin khác cho biết một người trong nhà đã khóa cửa, châm lửa đốt. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được kiểm chứng xác minh. Ông Nguyễn Thanh Toàn, 41 tuổi, người bị thiệt hại do vụ cháy cho biết khoảng dạng sáng khi cả nhà đang ngủ thì nghe hàng xóm đập lửa kêu cháy lớn. Lúc đó tôi cùng vợ và hai con mở cửa chạy ra, chỉ kịp dắt hai chiếc xe máy ra ngoài và bất lực nhìn đám cháy thôi, chứ không thể làm gì. Ông Toàn nói và cho biết chỉ kịp chạy ra ngoài và không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân ra khỏi đám cháy. Theo ông Toàn, lửa lúc đó từ căn nhà 623 trên 20 trên 19 cháy lan sang và cháy đã rất lớn rồi. Lúc đó những hàng xóm của ông Toàn cũng mở nước, nhưng nước vòi của người dân thì không đủ lớn để dập lửa được vì cháy đã bùng lớn. Người đàn ông buồn dầu cho biết đám cháy từ nhà hàng xóm lan sang gác của nhà mình và đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà, không còn gì cả. Ông Toàn mong muốn cơ quan chức năng xem xét trường hợp của mình để có thể an cư tại chính căn nhà này ghi nhận căn nhà một trệt một gác lửng của ông Toàn đổ sập, toàn bộ đồ đạc tài sản bên trong cháy rụi. Khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến động viên thăm hỏi gia đình của bốn người tử vong trong vụ cháy tại con hẻm 623 Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho người nhà các nạn nhân trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên ông Toàn cũng như yêu cầu cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ để gia đình ông Toàn sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, bí thư cũng trao một số tiền hỗ trợ cho ông Toàn. Tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã quan sát, kiểm tra hiện trường căn nhà cháy, đồng thời bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân. Báo cáo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC07, lúc 4 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, Khoảng 5 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 11 chi viện đến triển khai một lăng A chữa cháy tại số nhà 623 trên 20 trên 21. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 23 phút. Diện tích cháy ước tính 101m2, gồm căn nhà số 623 trên 20 trên 21, 50m2, tầng 1 căn nhà số 623 trên 20 trên 19, 51m2. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Mới đây, sau khi các thành viên của KFA đều đã đồng thuận cần sớm thay đổi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, huấn luyện viên Klinman chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, cũng như không thể hiện được khả năng quản lý cầu thủ. KFA chính thức thông báo ra thải huấn luyện viên Jürgen Klinman sau một năm gắn bó. Sau khi chia tay cựu huấn luyện viên tuyển Đức, KFA cũng đã lên danh sách những nhà cầm quân tiềm năng để ngồi vào ghế thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc. Đáng chú ý trong danh sách của KFA có cả tên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park là điều rất bất ngờ bởi trước đó nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc cho rằng ông không thể dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vì những bất đồng trong quá khứ. Một số chuyên gia cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là gương mặt phù hợp nếu KFA muốn tìm một huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội tuyển xứ Kim Chi trong hai trận đấu trước mắt gặp Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Về kinh nghiệm, huấn luyện viên Park Hang-seo từng có 20 năm làm việc tại quê nhà với dấu ấn lớn nhất là làm trợ lý do huấn luyện viên Good thời điểm dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Nhà cầm quân 66 tuổi cũng từng huấn luyện Olympic Hàn Quốc tại ASEAN 2002, sau đó rời chức vụ do không thể giúp đội bóng xứ Kim Chi lên ngôi vô địch. Ông còn dẫn dắt một số đội bóng của Hàn Quốc như Jeonnam FC, Jeonnam Nam Jagen, Sanju Samu và Changwon FC nhưng không có thành tích đáng kể trước khi sang Việt Nam làm việc vào năm 2017. kể từ khi kháng bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo thành công rực rỡ và gây tiếng vang lớn ở châu lục. Ông trở thành đại sứ văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam là cầu nối ngoại giao giữa hai nước. Hồi tháng 11 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA chọn làm đại sứ ở trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam, hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philip Trussi. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Park vẫn đang tập trung để quản lý học viện bóng đá quốc tế của mình. Đồng thời, ông hiện đang là cố vấn cao cấp của câu lạc bộ Bắc Ninh. Phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa có ý định quay trở lại với công việc dẫn dắt đội bóng nào. Bên cạnh ông Park, KFA cũng điền tên 4 vị chiến lược gia khác vào nhóm ứng viên cho ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc. Những cái tên này gồm huấn luyện viên Hong myung Bo, Wang Siong Hong, Choi Yong Su và Kim Ki Dong. Trong số này, huấn luyện viên Hong myung Bo là cái tên được đánh giá cao nhất về khả năng trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng xứ Kim Chi. Huấn luyện viên Hong có kinh nghiệm huấn luyện U-20 Hàn Quốc năm 2009, U-23 Hàn Quốc năm 2009 đến năm 2012, trước khi nắm quyền ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2013 đến năm 2014. Ông hiện đang là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ulsan Hyundai và giúp đội bóng này vô địch K-League 2022-2023 mới đây một vị đại diện ủy ban nhân dân huyện hưng hà tỉnh thái bình xác nhận cơ quan chức năng huyện hưng hà xã tiến đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý vụ việc một người phụ nữ bán nước tự phát trước khu vực trước cửa đền trần thái bình có hành vi dùng nước mía thừa của khách trước để tận dụng tiếp tục bán cho khách sau Trước đó, từ buổi sáng ngày 16 tháng 2, trên khắp các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip tố một người phụ nữ lớn tuổi bán nước mía, lấy nước thừa của khách trước uống giờ để bán lại cho khách đến sau. Hành vi đáng xấu hổ của người phụ nữ này bị một người dân quay lại bằng điện thoại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và được các trang mạng xã hội lớn đăng phát tán lại ồ ạt. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà cho hay, đây là điểm bán nước mía và các loại đồ uống tự phát của một người phụ nữ ở địa phương. Sau khi sự việc diễn ra khoảng 30 phút, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ, tiến hành thu giữ tất cả đồ nghề, bàn ghế của người bán nước mía và tạm dừng hoạt động với quán nước mía này. Đồng thời, công an xã Tiến Đức cũng đang xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo quy định. Theo như trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ này sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ, chêm thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại chứ không thay mới. Ngay sau đó, khi thông tin cùng đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi dùng bình. Theo lãnh đạo công an xã Tiến Đức, quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh, điều tra làm rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở những quán hàng khác phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo công an xã Tiến Đức nói: "Chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn. Nếu du khách và người dân nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ đến chính quyền để lực lượng chức năng điều chỉnh cho hợp lý." Được biết, tại đèn Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động phục vụ du khách thập phương. Lễ hội Đền Trần Thái Bình được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng riêng tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với nhiều nghi thức lễ tế và trò chơi dân gian độc đáo. Trong đó, vào ngày 13 tháng riêng, có phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dương hương tại khu vực lăng mộ các vua Trần, lễ rước nước, buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bài yết. Phần hội có nhiều hoạt động như triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thi pháo đất, thì gọi bánh trưng, thì cỗ cá, thì kéo lửa nấu cơm, kéo co, hát văn, thì tem chầu cánh phượng, giải vật cầu, cờ tướng. Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp đúng một phiên vào ngày mùng 7 âm lịch. Phiên chợ Viềng năm nay diễn ra vào hai ngày cuối tuần nên người dân du khách đổ về càng đông. Từ 15 giờ, đường vào chợ Viềng đã tắc nghẽn và kéo dài cả cây số. Nhiều du khách đã chọn phương án gửi xe cách chợ vài km để đi bộ vào chợ. Bên trong chợ Viềng, người dân và du khách đứng chật kín các con đường lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng xe, hạn chế các phương tiện đi vào chợ nhưng lượng người đổ về chợ viềng ngày càng nhiều, khiến cho giao thông khu vực này vẫn tiếp tục ùn tắc tới tận tối. Bên trong phủ chính, hàng ngàn người dân vào dâng lễ, dòng người xếp hàng vào lễ trong phủ chính luôn luôn đông đúc như thế này. Dù đông đúc nhưng tâm trạng của người dân vẫn rất thoải mái, không xuất hiện tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người dân không muốn xếp hàng có thể đứng ngoài, bái vọng và sắp lễ đi chợ viền để bán vận rủi, mua may mắn là một nét văn hóa của người dân Nam Định nói riêng và du khách thập phương nói chung. Đi chợ viền đầu năm được lưu truyền nhiều đời như một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, khi chủ yếu bày bán các loại nông cụ và loại cây trồng và đồ cổ, đồ cũ. Nét đặc trưng của chợ viền là người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả. Người mua và bán đều không quan trọng việc bán đắt hay mua được nhiều hàng. Ai đến chợ viền cũng đều với ý niệm mua may bán rủi cho năm mới bình an, may mắn. Hàng hóa chợ viền được bày bán trong các lều quán che tạm hoặc đặt bất cứ khoảng trống chừa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay giam ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng cũng là góp phần vào nét chợ viền xuân theo ông đỗ văn kỳ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vụ bản trưởng ban tổ chức hội trợ viềng dự kiến năm nay lượng khách đến chợ đông hơn so với mọi năm ban tổ chức quy định cụ thể từng khu vực kinh doanh dịch vụ trong chợ tổ chức hợp lý các bến bãi coi giữ phương tiện giao thông tránh hiện tượng nâng ép giá phối hợp ngành thành viên của ban chỉ đạo giải quyết xử lý tệ nạn hành khất cờ bạc trộm cắp đổi tiền lẻ kinh doanh hàng cấm trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp trong thời gian diễn ra chợ viềng Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt thời gian diễn ra phiên chợ, công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, vụ bản Nam Trực huy động 100% quân số. Theo đó, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, huyện vụ bản và các huyện được điều động làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và các tình huống có thể phát sinh. Các lực lượng công an tổ chức 30 tổ cắm chốt cố định, một tổ tuần tra lưu động để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân các phương tiện cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Phạm Gia Túc, bí thư tỉnh ủy Nam Định, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phương án bảo đảm an ninh chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản năm 2024. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chợ Viềng Xuân, Vụ Bản đã trở thành những địa chỉ du xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo khách thập phương. Chợ Viêng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có, được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay khối óc, đồng thời quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc. Ông Túc cho biết. Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế Mazda cho dừng xe giữa đường, sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới sau đó quay về ô tô nhấn ga đi thẳng khi tài xế này gây hấn lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội kính xe buýt bị rước một đoạn nhỏ một phần lốp bị chém rách không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì tuy nhiên thái độ hung hăng của tài xế mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán Đúng là cả giận mất khôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ." Tài khoản Định Nguyễn bày tỏ. Các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu, đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận." Minh Trần viết. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện tại, công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ huy công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, triệu tập các bên liên quan. Khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí.